What is that? What is that? This one? Here you go. Ta. Yum yum yum. Mẹ xem nào, mẹ xem nào. Mẹ mở ra cho. Keo vuốt tóc của chói đấy ạ. Đây là keo vuốt tóc của chói đấy ạ. Cháu đang ăn bữa sáng ưa thích của cháu đây. Là món ngũ cốc với cả đào đây. Cháu mà ngán ngẩm cháu không muốn ăn là cháu lắc đầu ngay. Cân nhà. Hu à hu à hu 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 hu. Wow wow wow. Đây ấy. Đèn pin của con à, mẹ cất cái này đi nhá. Pip 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 pip. Tè mặt kìa, tè mặt kìa, tè mặt kìa. Ui, tè mặt kìa. Tè mặt kìa. À đây, 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 đào của con đây. Đào ơi, anh yêu đào lắm. Đào là sở trường của anh. Cái gì nữa con? Dưa hấu cũng là sở trường của anh. Làm tới gì ấy? Thế đèn trên trần nhà buồn cười rồi con. Ôi, chào mày mời tất cả mọi người. Có một tin buồn mẹ cháu phải chia sẻ với mọi người. Đấy là vừa nãy sói chơi xong rồi chạy loang quăng thế nào ngã. Thế là đập cái phần bên đuôi mắt này vào cái chỗ, cái chỗ cạnh của cái này này. Đây, đập vào đây. Thế là bây giờ gọi là bị tím với sưng cái chỗ này lên. Ba cháu phải đưa kem cho cháu ăn để cho tỉnh táo ấy. Tại vì trước sói bị ngã vào bệnh viện là người ta cũng đưa cho cái gọi như kiểu là như là kem ấy, nhưng mà nó là nước với cả gọi là gì nhỉ? Cereal đại loại thế, chứ nó không phải là kem như thế này. Nhưng mà lạnh lạnh để ăn để cho tỉnh táo ấy. Không biết mọi người có nhìn thấy không? Ở đây cũng là lần đầu tiên sói được ăn kem. Từ bé đến lớn lần đầu tiên được ăn kem. Vì trong nhà cháu không có cái gì lạnh lạnh đá đá như kiểu cái popsicle như ở trong bệnh viện cả. Đấy, mẹ cháu để ý 24 trên 24. Đây mọi người nhìn này, ở bên đuôi mắt này. Đau không con? Mẹ cháu vừa nãy cũng lấy đá chườm rồi. Mẹ xem nào. Đây, quay đây mẹ xem nào. Thế này đến ngày mai kia nó lại tím tím rồi con ạ. Không sao. Thôi ăn đi, ăn kem đi. Bầm bầm bầm. Từ bây giờ mẹ cháu sẽ phải theo dõi trong 4 tiếng đồng hồ. Như lần trước đi bệnh viện ấy là người ta cũng theo dõi từ bây giờ đến cho đến khi đủ 4 tiếng đồng hồ. Nếu mà bình thường, em ấy bình thường thì tức là bình thường, không có vấn đề gì cả. Còn nếu như em có các hiện tượng như là nôn này, lịm đi này, hay là co giật này thì là phải đi bệnh viện con nhỉ. Thế nhưng mà cháu không bị ở đầu mà cháu bị ở mắt, ở mặt. May là cái đuôi mắt đấy con nhá. Chứ vào cái cầu mắt ấy. Ồ ồ. Ui, sao lại lau vào áo thế? Sao lau vào áo thế? Để mẹ lấy khăn ướt cho nào. Lau cái bụp một cái thế nhở. Đây, đây con lau đi. Đấy, con lau vào khăn ướt đi. Lau đi. Không lau vào áo như thế. Đúng rồi, lau bàn. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi nào. Làm mẹ sợ mẹ cũng khóc. Em nhỏ. Nhâm. Nhâm nhâm. Ăn đi, dùng mẹ pha sữa mẹ cho đi ngủ nhá. À, chơi đấy chứ nhở.
Chơi để cho tỉnh táo đã. Đấy mọi người nhìn này, đuôi mắt này. Đấy, tím tím lên rồi. Thôi con ăn đi nhá. Ừ. Ừ. Vâng. Vâng. Ui cái gì đấy? Ice cream. Ice cream. Yummy yummy. Yum 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 yum. Ăn nhỉ? Yum. Yummy yummy. Yum. Yummy 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 yum. Trông như là con có dâu ấy con ạ. Trông như là em có dâu em ạ. Không, mày đưa khăn cho đây rồi mà. Không lau bằng giấy ướt lại lau bằng tay áo là thế nào đây? Cầm khăn đây, cầm khăn lau miệng. Lau đi. Dính ở đâu thì lau ở đấy đi. Ngon nhỉ? Đấy. Thế là bây giờ mẹ cháu sẽ ngồi theo dõi cháu đây. Từ bây giờ đến chiều chắc chắn là cái vết này ngày mai nó sẽ rất là tím lên. Từ bây giờ đến chiều để xem cháu tiến triển như thế nào thì mẹ cháu lại cập nhật cho mọi người nhá. Mẹ cháu cũng lo lắng lắm. Ngon không con? Nào ăn từ từ thôi, ăn là phải nhai. Đến ốc quế rồi là phải nhai đi. Nhai đi em, nhai đi. Ôi 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 ôi. Cầm mặt lên mẹ xem này. Thôi ăn đi nhá. Em sói ngáy o o ngủ trưa rồi. Sói ngủ trưa nên là mình cũng sẽ tranh thủ ngủ trưa. Tại vì sáng nay mình dậy sớm mà. Còn cái vết ở mắt em sói, ở cái đuôi mắt em sói bên nào nhỉ? Bên bên này chứ. Bên phải, đúng rồi, bên phải. Thì bây giờ nó gọi là hơi đỏ đỏ tím tím lên rồi. Đỏ và tím lên, bầm lên là chắc chắn là không thể tránh khỏi được. Trẻ con mà. Mẹ có trông 24/24 thì lúc nào ngã thì vẫn cứ ngã, mà lúc nào va đập thì vẫn cứ va đập. Tại vì các em ấy chạy tứ tung, các em ấy làm đủ thứ. Mình chỉ gọi là hạn chế được khoảng 90, cố gắng là 98%, còn 2% rủi ro còn lại phải chấp nhận. Kể cả người lớn mình cũng thế thôi. Mình nghĩ là người lớn đôi khi cũng kiểu sơ sẩy, cũng ngã, cũng bị đau là chuyện bình thường ấy. Đấy. Sói ngủ hôm nay thì mình sẽ để cho em ấy ngủ 1 tiếng thôi. Sau đấy thì mình dựng em ấy dậy. Còn bình thường thì mình để em ngủ, đến lúc này em dậy thì em dậy. Nhưng mà dựng em ấy dậy sớm 1 tí để cho kiểm soát được là em ấy tỉnh táo ấy. Em ấy tỉnh táo rồi, tại vì là sau khi ngã xong như thế, ăn kem xong em lại chơi long quăng bình thường được mà. Không có cái hiện tượng gì cả, với cả nó không bị ở phần đầu ấy, chỉ là bị ở cái chỗ này thôi. Nếu mà ở đầu thì mới là đáng lo ngại. Thì như lần trước mọi người biết là em sói bị ở trán này này, bung một cái đấy thì là sói đi bệnh viện lần trước rồi, gọi cấp cứu ngay rồi. Còn từ bây giờ đến chiều thì là mình định là sẽ đi siêu thị mua một số đồ, nhưng mà không biết là có nên đi hay không thì để ngủ trưa dậy này xem ba sói làm việc xong như thế nào. Nếu mà ba sói cũng muốn đi thì nhà sói sẽ lại đi ra ngoài đi siêu thị, thì mẹ cháu lại vlog để chia sẻ với mọi người. Còn nếu không thì là nhà cháu lại ở trong nhà thôi. Thì sói dậy, mẹ sói lại vlog và chia sẻ với mọi người em sói chơi, rồi là hoạt động buổi chiều của nhà sói.
cái bị rơi của mẹ cháu ngủ chưa dậy thì hoàn toàn bình thường rồi ạ. Nên là mọi người đừng lo lắng nhá. Cháu đây. Tapototo, con nói thế nào? Con nói là cháu không sao cả. Cháu không sao ạ. Mắt cháu bây giờ gọi là hơi đỏ đỏ. Cái đuôi mắt là đỏ đỏ. Tím tím bầm bầm lên rồi ạ. Cháu lại chuẩn bị có một quả dâu tây hay là quả blueberry ở cuối mắt rồi. Đấy, con cứ như thế thì con sẽ lại ngã, con sẽ lại đau. Tại sao con lại không kiểu chơi một cách nhẹ nhàng được nhỉ? Cái gì đấy? Mẹ nói thế lại nói lại mẹ thế à? Mẹ bảo là tại sao con lại không chơi được một cách nhẹ nhàng? Chơi nhẹ nhàng thì không bao giờ bị ngã, không bao giờ bị làm sao cả. Nhìn thấy gì ấy? Nhìn thấy gì mà kỹ thế? Nhìn cái gì mà kỹ thế hả? Cái thanh niên này, thanh niên đập bị của mẹ này. Thôi không trèo lên nữa, không trèo lên nữa. Này, em đói chưa? Trưa nay được ăn kem thích thế còn gì nhỉ? Trưa nay cháu được ăn kem, lần đầu cháu được ăn kem. Làm sao? À bài khó bà 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 tó bà bù khí khí. Ai khổ chí bác khổ chú bực khí chí khí khí. Làm sao? Ôi tó bà tó 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 tó. Làm sao? Con kể cho mọi người nghe cái gì đấy? Cháu kể lại đấy, cháu kể lại là cháu ngã như thế nào đấy. Cháu chạy nhanh quá, cháu không để ý cái gì cả, thế là cháu ngã thôi. Con nhỉ? Nào ngồi nghiêm túc, ngồi nghiêm túc. Hay xuống đi cho hoàn toàn con, nhanh lên. Tụt xuống, tụt mông xuống, tụt mông. Tụt mông xuống cho an toàn nhá. Mẹ không thích ngồi lên như thế đâu. Ngã là mẹ không thích rồi. Em ạ. Làm gì đấy? Mẹ phải ra ngoài mẹ thu quần áo vào đây. Ba cháu cũng hết giờ làm việc rồi. Để gọi ba ra trông em nhá. Để mẹ ra chu quần áo nào. Chu quần áo vào để con gặp chứ nhờ. Xong rồi mẹ nấu đồ ăn tối chứ. Thương không? Trời kia. Trời kia. Đấy, chơi thế này thì không đau đớn gì nữa rồi. Thôi kia. Bây giờ chắc là mẹ cháu ra ngoài thu quần áo vào này. Vì trời nó sầm xì như thế này. Quần áo phơi ngày hôm qua thì chắc chắn là nó khô rồi. Nếu không thu vào thì nó lại mưa ấy. Mưa thì nó lại ướt, lại mất công giặt lại. Sau đấy thì là mình sẽ nấu đồ ăn tối. Tối nay thì mình nghĩ là mình sẽ lại nấu món truyền thống, canh dứa chua thịt băm để ăn với cơm. Hôm trước đấy bảo là nấu bún để cho em sói ăn một tí đấy, nhưng mà em ăn có một tí à, nên là em chưa thấm tháp vào đâu được món canh chua ngày hôm đấy. Nên hôm nay mẹ cháu lại nấu canh chua. Với lại là nó dễ ăn ý. Nấu canh ăn với cơm nó dễ ăn hơn là không có canh. Tại vì bên này thì là mình ít ăn nước luộc như ở nhà lắm. Ở nhà thì có luộc rau thì có nước luộc, xong rồi cho quả cà chua vào, cả nhà ngồi xì xụp ăn cơm canh. Thế nhưng mà ở bên này thì có mỗi mình với lại ba sói, mà ba sói thì lại không ăn như thế. Nên là thành ra luộc cái gì xong thì mình cũng chẳng để nước lại ý. Cũng chỉ ngồi ăn rau quả không, nếu mà mọi người để ý khi mà mẹ gió vlog ấy. Đấy, ví dụ có luộc su su hay luộc gì cũng thế, cũng chỉ ăn rau không ăn nước canh ấy. Nên là mẹ cháu nấu canh chua để ăn tôm cho nó dễ vào con nhỉ. Ăn tôm cho nó dễ vào. Dễ vào. À không biết mọi người có để ý không, là mẹ cháu hôm trước nghĩ thế nào mẹ cháu lại rũ móng tay hình hình này là gọi hình gì nhỉ? Nó không phải là nhọn mà là hình sao không nhìn được nhỉ? Ra đây để xem nó có rõ được không nào. Gọi là nó hơi tròn tròn đầu như thế này ấy. Hôm trước nó bị bong rồi này. Hôm trước nghĩ thế nào lại thôi, thử rũ tròn tròn này xem trông nó như thế nào. Xong rồi nhìn lại thấy trời ơi sao mà tay mình trông nó già thế. Tại vì là mình thường thì mình toàn để móng tay vuông ấy. Xong rồi hôm nay nghĩ bảo
giữa tròn tròn tuổi 30 rồi, giữa tròn tròn xem trông nó có già dặn không thì công nhận là già thật. Đợi cho nó mọc lên xong mẹ cháu lại rũa lại. Mọi người để ý không, Rosanna để móng tay ấy, không phải để móng tay đâu mà làm móng tay kiểu nhọn hoắt luôn ấy, nhọn giống kiểu Rihanna ấy. Đấy, bên này mọi người để móng tay kiểu kỳ lạ lắm. Mẹ cháu thì cứ truyền thống, một là cắt ngắn, hai là rũ vuông. Chó nha. Ai chú chia ra bắt chút đi. Gọi bà ra chung em nhé. Dad. Dad. Go see where's daddy. Quick. Where's daddy? Dad. Cũng gọi với. Dad. Dad. Cũng gọi ới theo thế à con. Chạy ra tận nơi chứ, chỉ có mẹ mới được gọi thế thôi. Con sói là phải chạy ra tận nơi. Nhanh, let's go. Let's go see where's daddy. Quick. Quick, con chạy trước. Con chạy trước mẹ. Nhanh. Chạy trước. Chạy ra cửa văn phòng ba. Nhanh, mẹ đi đây. Bye. Bye. Dad. I need you to look after Rafi so I can get the clothes in. 5 minutes, I'm just finishing up. Yeah. Đây, ba cháu đây. Tối ơi mom. Rafi. Where's daddy? Where's daddy? Con gọi thế nào? Dad. Mẹ cháu ra chu quần áo đây. Ui. Ui. Quần áo đã thu xong rồi, bây giờ mẹ cháu có cái đứa nó cứ bám vào chân thế này đây. Ui. Ôi, 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 bùm. Bóng bay, bóng bay, bóng bay, bóng bay. Bóng bay, bóng của con hết đấy. Con muốn làm gì thì làm. Ôi, một quả đã bay lên trần nhà. Ui. Ui. Ui, ui, ui. Mẹ không nhìn thấy sói đâu. Ui. Ô. Sói ơi, em đâu rồi? Em lẫn vào bóng, mẹ không nhìn thấy em đâu ta. Da di da bi ba bi ba bi ba. Bây giờ mẹ cháu ra nấu đồ ăn tối nào. Canh của mẹ cháu sôi rồi đây. Hành để tủ đông của mẹ cháu hết rồi. Chắc là mai ngày kia mẹ sói sẽ phải đi siêu thị để mua hành để cắt lại để sẵn vào túi như thế này. Rất là tiện. Mọi người cùng ăn bữa tối đạm bạc với nhà sói nhé. Tối nay ba sói sẽ ăn thử cái canh thịt dứa chua này với cơm với mẹ con sói. Đây, đây là cơm canh của chói này. Đây là cơm canh cho ba cháu này. Còn bây giờ mẹ cháu cũng lấy cơm canh để ăn tối đây. Nhâm nhâm nhâm. Trời ơi, ăn tối nha con nhá. Cháu đang mải xem cái này, mẹ cháu phải tắt đi để cho cháu ăn tối nè. Cả nhà sói lại ra ngoài đi bộ đây. Tối om om, không biết là mọi người có nhìn thấy mẹ sói không. Rosanna hôm nay ra ngoài cùng nhà sói. Với lại là cả nhà ra ngoài đi bộ để đi bắt Pokemon nữa. Rosanna, I need your light. Oh. Oh. We're catching Pokemon. Sói và đằng kia tối om om, không thể nhìn được. Ta-da-dang, ta-da-dang, ta-da-dang. I kind of see the foot part. Can you see? Oh, here I am. What's your? Let's see your character. Have you changed it? No. No, you can change, like you can wear color and everything. My one, I like brown hair. And, okay, let's go. Oh my god. Let's go. I kind of see. Oh, 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 mẹ cháu đi gần đến cái chỗ mép đường rồi. Are you sure about this? I don't see any Pokemon. Just wait a minute. Mọi người nhìn kìa, xung quanh nhà sói mọi người cũng đang đi bắt Pokemon kìa. Một bạn, bạn kia nữa ở góc xa xa đèn đang sáng sáng. Đây Rosanna đây, mẹ sói đây. Mọi người nhìn thấy không? Đấy. Bây giờ phải đi tìm xung quanh chỗ mẹ sói đang đứng này, hiện tại là đang có một con. Đâu rồi nhỉ? Đây, 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 đây. I think it's here, Rosanna.
It's right here. Ở đây, ở đây, ở đây. Để khi nào nó xuất hiện thì mẹ cháu lại vlog nhá. Yeah, the ball up here, here. Oh, Dawson. Yeah, 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 yeah. Why does your map look different from my map? Look, 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 it's here. Here, so it's, see the ball up here, here. I haven't got a ball at all. Look, babe, wanted to... I'll just stand on it now. Babe. Yeah. I think you just stand on the Pokemon now, but it's not all one here. See? You have to run, I think you have to run over to that tree over there. Let me see. I just stand on it now. Go over there then, for that tree. What? Here, no. Lynn, over here. Over where? Just here. Just walk around a circle here. Is it? Đây mẹ cháu tìm thấy một con rồi. Đi cả cái công viên bây giờ. Yeah. Đi cả cái công viên bây giờ mới bắt được mày đây. Chưa rồi. Ăn ngon. Rosanna got. Yay, got it. Where is this little socket? Where is it? I got him. Yay! Gotcha. Babe, is that one? The pickly? Right. What's that one? What's this one called? Pidgey. That's the pidgey one. Okay. Yay! Some more! I found another one! I wanna get it! Rosanna, I wanna get it! Babe, another one here! Look, Ross! Wait. Come on. Mẹ cháu tìm thấy con nữa. Rosanna probably like see this one. Car. Lend the car. Rosanna, run into people's house. Yeah, don't do that. Về đến nhà thì là mình tắm cho em sói, rồi cho em sói tu thi sữa rồi đi ngủ. Hôm nay đi bộ ra ngoài buồn cười là buồn cười. Như mọi người thấy đấy, đi bộ ra công viên cái thấy bao nhiêu là người cầm điện thoại ra ngoài công viên ấy. Thế là mình nhìn mình hỏi là chứ, mọi người ra đây bắt Pokemon à? Ai cũng đúng rồi. Xong rồi cười phá lên với nhau chứ. Rosanna thì mải bắt Pokemon đến nỗi mà đi cả vào đến gần cửa nhà người ta còn không để ý là đi vào cửa nhà người ta chứ. Tại vì chỉ để ý là kiểu ở chỗ đây có Pokemon. Xong rồi đến lúc đi bộ gần đến quán cà phê rồi thì thấy bao nhiêu là người cũng kiểu đi ô tô xong rồi dừng lại ấy. Không hiểu mọi người dừng lại làm gì, hóa ra dừng lại để bắt Pokemon. Xong rồi là có một số người kiểu còn hét lên chứ. Nhìn thấy như kiểu là nhìn thấy đồng bọn ấy. Pokemon Go, Pokemon Go. Ở đây mọi người chơi Pokemon
kinh khủng lắm luôn ấy. Nhiều người chơi lắm ấy, mà kiểu như ban ngày thì mọi người đều đi làm hết, chỉ có chiều mọi người đi làm về này, với tối này thì hay đi bộ ra công viên. Thì bây giờ thay vì đi bộ ra công viên như bình thường là dắt chó đi dạo, thì mọi người đi bộ ra công viên, dắt chó đi dạo và đi bắt Pokemon. Mình choáng luôn, tại vì nhà sói ở cạnh hai cái công viên mà, nên là cứ đi vòng quanh đấy là nhìn thấy bao nhiêu người ấy, xong cứ điện thoại lấp lánh, chỗ nào cũng thấy điện thoại lấp lánh. Mà cũng đặc biệt là chưa bao giờ thấy có một cái trò chơi nào mà kiểu mọi người từ già trẻ lớn bé lại kiểu cùng chơi như thế, làm cho mình có cái cảm giác rất là kiểu giống ở Việt Nam ấy. Mọi người với trẻ con hay ra ngoài đường chơi với nhau ấy, hàng xóm hay ra ngoài đường chơi nhau ấy. Đấy, thế nên nhà sói đi bộ lâu, đi bộ xa, mình bắt được bao nhiêu Pokemon ấy. Còn Rosanna thì cứ ở đây. Thì lúc đấy mẹ sói đã bắt nó rồi. Còn bây giờ thì chắc chắn là mình sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây này. Và để còn ngồi dựng vlog nữa, sau đấy thì lại đi ngủ. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói thì để lại comment ở phía dưới để chia sẻ với nhà sói niềm vui trong ngày của các bạn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có bạn nào chơi Pokemon thì để lại comment ở phía dưới chia sẻ với mẹ sói kinh nghiệm chơi Pokemon của các bạn nhé. Và chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn nữa. Nhà sói sẽ lại tiếp tục gặp lại mọi người ở vlog ngày mai. Bye.